Bao nhiêu con hơn hả? Chết nhiều quá. Dài dài lên lên. Có cái bè ở dưới nó chìm luôn, nó trôi. Cho mấy bè chị. Bùng phi nó chìm, nước lớn quá. Quá đáng mấy tạ ông thà. Năm 2019 nước lớn hơn rồi. Dạ. Nước lớn quá. Quá cha, bây giờ nếu mà có cưa con có ủng hộ cám thì sẽ làm. Dạ cám. Ờ, 400 lăm. Kê là em nuôi. Thả nhiều lắm. Dạ. Vậy đúng. Nó số lượng nhiều quá mình vẫn kịp, nó đạp vào luôn. Tại mới rồi.